Kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư, mến chào Thi Na, mến chào cô Trần Đạo, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Khắp Niệm Tâm, kính chào Buông Bỏ, mến chào Pháp Luân Lào Cai, mến chào cô Hành Kiếm. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp, kính chào Đạo Tràng. Và cô tu nữ Tài Duyên thông cảm cho Vinh Quốc Thanh Á nha, tại vì cô đọc đó, nó đường truyền nó không được ổn định nên là Quỳnh đâu có biết cô đọc tới đâu rồi, nên là bớt bài chậm. Như Pháp thấy Quỳnh Quốc Thanh Á bớt bài cho cô giống như ngày hôm qua Như Pháp bớt bài cho Thanh Thủy vậy đó. Trời ơi, không biết đọc tới đâu, cứ nghe đi, cứ bắn cái lỗ tai ra để nghe, mà không biết đọc tới đâu để bớt bài, anh cũng bớt đại. Anh cô quan hệ cho, dạ. Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ thị lên ôn bài cũ. Và bây giờ thì trường tọa Thập Tân đã vào rồi và chúng ta cũng đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Thập Tân giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chứ bằng gợi khen, vừa sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, cảm ơn Vinh Quốc Thanh Á đã cho bài học. Dạ, con xin phép đọc phần chánh kinh nè. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Viết chương 4, Phẩm Mê Hy Giá, bài 8 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sao Quá Thi tại Chê Ta Quá Ná, khu vườn ông Anna Tha Pin Đi Cá. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, ảnh lễ, cúng dường, tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh. Chúng thì theo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, vân vân, cũng không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh. Các du sĩ ngoại đạo ấy không có thể chịu nổi sự cung kính đối với Thế Tôn. Và chúng tỳ kheo đi đến nữ du sĩ Sundari. Sau khi đến nói với nữ du sĩ Sundari: "Này chị có thể làm lợi ích cho các bà con. Thưa các tôn giả, con có thể làm gì? Việc gì con có thể làm được? Đời sống của con là một vật hy sinh cho các bà con. Vậy chị hãy thường đi đến Chetavana." "Thưa vâng, các tôn giả." Nữ du sĩ Sundari sau khi vâng đáp các du sĩ ngoại đạo ấy, thường xuyên đi đến Chetavana. Khi các du sĩ ngoại đạo ấy được biết rằng nữ du sĩ Sundari được nhiều người thấy thường xuyên đi đến Chetavana, họ đoạt mạng sống của nữ du sĩ Sundari tại đấy, cho nàng vào cái hố trong các mương của Chetavana.
Rồi đi đến vua, Ba Xê Na Đi, nước Cô Xa Lá. Sau khi đến, thưa với vua, Ba Xê Na Đi, nước Cô Xa Lá. Thưa đại vương, nữ du sĩ Xuân Na Đi không được thấy nữa. Nhưng các ngươi nghĩ ở tại đâu? Ở tại Chetavana, thưa đại vương. Vậy hãy đi tìm ở Chetavana. Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở Chetavana, đào mương tại chỗ, đã quăng nàng xuống, đặt nàng trên giường, đi vào sau qua thiên. Từ đường này đến đường khác, từ ngã ba đường đến ngã ba đường khác, họ làm cho dân chúng tức giận, nói rằng: các ông hãy xem công việc làm của các thích tử. Vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, theo ác giới, theo ác pháp, nói láo, không phạm hạnh. Họ tự cho là sống đúng pháp, sống thăng bằng, sống phạm hạnh, nói lời chân thật, giữ giới theo thiện pháp. Không có sa môn hạnh trong những vị này, không có bà lô môn hạnh trong những vị. Từ đâu họ có sa môn hạnh, từ đâu họ có bà la môn hạnh? Sa môn hạnh của họ đã đi mất. Sau khi làm xong phần sự của đàn ông, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Lúc bấy giờ, các người ở sau quá thi, khi thấy các tỳ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mà lì, bị bán, bức não, nói rằng: vô liêu sĩ là các sa môn thích tự này, theo ác giới, theo ác pháp, vân vân. Họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Rồi một số đông tỳ kheo vào buổi sáng, đắp y cầm bát, vào sa quá thi để khất thực. Khất thực ở sa quá thi xong, sau buổi ăn, đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: này các ngươi ở Sa Quách Thi, nay các người ở Sa Quách Thi, khi thấy các tỳ kheo vân vân, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này. Này các tỳ kheo, tín đồ này sẽ không còn tồn tại lâu dài, chỉ một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Này các tỳ kheo, những ai thấy tỳ kheo vân vân bức não, các thầy hãy chỉ trích lại với bài kệ này. 8. Ai nói lời không thật phải đi đến địa ngục, ai có làm lại nói: việc ấy tôi không làm, cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hàng người làm các hạnh hạ liệt trong một đời sống khác. Rồi các tỳ kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này, từ nơi Thế Tôn, nếu có người thấy các tỳ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc, mà lì, phỉ báng, bức não, các vị liền chỉ trích lại với bài kệ này: ai nói lời không thật, vân vân, trong một đời sống khác. Những người suy nghĩ như vậy, các thích tự sa môn không có phạm tội. Sự việc ấy không phải do họ làm. Các sa môn thích tự này đã thề như vậy, và lời nói ấy không có lâu dài. Lời nói ấy chỉ có tồn tại có một tuần, sau một tuần được biến mất. Rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thai, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật tà khéo nói lời này của Thế Tôn. Này các tỳ kheo, tiếng đồn này sẽ không tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấy đã biến mất. Rồi Thế Tôn khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 9. Người không biết chế ngự với tâm, với lời đâm người khác giống như voi bị đâm.
khi tham gia chiến trận, nghe những lời thô ác thì theo hại chịu đựng, giữ gìn không nói lên, tâm không có hiềm hận. Và bài chấm kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room hành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng đại học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân minh đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mai Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết là quý vị có nghe được không? Nghe rõ không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học bài số 8 La Mã. Trong đây nó có một nội dung của cái bài kinh hôm nay gồm có hai cái thái độ. Cái thái độ thứ nhất là cái thái độ của một người bởi vì ác pháp bất thiện sanh khởi ra từ ở cái tâm ganh tị tật đố tà kiến tham lam. Tất cả những cái pháp bất thiện đã khởi lên mà có những cái hành vi bất thiện. Cái thái độ thứ hai là một người có tu tập, tức là có một cái sự biết chế ngự lấy chính mình, điều phục được thân và tâm. Thì đó là cái thái độ của một cái người, một vị tỳ kheo hay là một người hiền trí. Cái câu chuyện xảy ra là như vậy. Bây giờ chúng tôi bắt đầu giảng cái bài học hôm nay. Trước khi giảng, chúng tôi cùng quý vị đảnh lễ Tam Bảo Tôn Tát. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phatavantang Apivadeemi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn, Sokhato Phagavata Thammo Tham Mang Nạc Mạng Sa Mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đặc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subati Bano Phagavato Sawakasanko Sankhang Nama Mi. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh của còn phạm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính thưa quý vị, trong cái câu chuyện xảy ra ở đây đó là khi mà Đức Thế Tôn này ở tại Chitawana Sawathi. Lúc bấy giờ thì những cái người đàn tính á, họ rất là cung kính Đức Phật, tôn trọng Đức Phật và Chư Tăng, đảnh lễ rất là nhiều. Rồi lúc bấy giờ đó thì những cái người ngoại đạo, chúng ta biết là Ấn Độ là một tôn giáo đa thần. Cho nên là khi mà Đức Phật này xuất hiện ở Ấn Độ đó, thì nó có nhiều cái chủ trương, nhiều cái tôn giáo, nhiều cái chủ thuyết. Nổi trội nhất là lục khoái ngoại đạo đó, tức là sáu cái vị đạo sư lớn đó. Rồi còn có những cái vị khác nữa, thì mỗi một người theo một chủ thuyết khác nhau. Cho nên là họ cũng không thể chấp nhận Đức Phật được. Thì khi Đức Phật ra giáo đạo thì một cái sự ủng hộ của những người đàn tính rất là nhiều, từ cái việc cung kính và cúng dường đảnh lễ rất là quý trọng đối với Đức Phật và Chư Tăng. Thì lúc bấy giờ đó thì họ khởi lên một cái tâm ganh tị, thì họ mới tìm cái cách, tức là họ tìm đến một cái nữ du sĩ ngoại đạo tên là Sundari. Nữ du sĩ này đó thì
được nói đến là hãy đến chùa họ phiên họ kêu nữ vị Sundari này đó, hãy đến chùa Kỳ Viên đi, tìm cách để lân la gần gũi gần cái chùa Kỳ Viên nơi mà Đức Phật Chư Tăng thường trú ở đó. Thì nữ du sĩ này tới lui rồi cuối cùng thì họ mới giết nữ du sĩ này, tự tay họ giết nữ du sĩ này. Họ xem như là nữ du sĩ này là một vật tế lễ thôi. Rồi họ chôn xuống một cái hố, và cái hố đó nó ở gần cái mương nước ở gần chùa Kỳ Viên. Thì khi mà họ tung hô lên á, thì họ nói rằng là Đức Phật cũng như là đệ tử của Đức Phật phi phạm hạnh, tức là cái người mà gọi là sống vô liêm sỉ, gọi là không có biết, gọi không biết xấu hổ gì hết, không biết xấu hổ. Tức là họ nhục mạ rồi họ nói những cái lời độc ác rất là nhiều, họ vu khống cho Đức Phật cũng như là chư đệ tử của Đức Phật giết cái nữ du sĩ đó, nữ du sĩ đó. Cho nên là khi mà vua Ba Sinh đã đi đến tìm kiếm khai quật phận sự của nhà vua, thì khi báo án thì có lẽ là nhà vua sẽ cho những cái vị quan chức trách đó, có những cái công việc chuyên môn đó đến sẽ điều tra. Thì khi mà điều tra ra thì thấy nữ du sĩ đã chết như vậy đó, ở trong khuôn viên của chùa. Cho nên là họ vu khống cho Đức Phật và Chư Tăng đã giết cho nữ du sĩ này. Thì cái câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi, nhưng mà rồi đó thì quý vị biết cái gì nó cũng là sự thật thì nó ra sự thật, cái gì giả dối thì nó cũng phải ra giả dối. Rồi đó thì sau khi mà Đức vua điều tra biết ra sự thật thì nó cũng không phải đúng như những gì mà họ vu khống. Đức Phật và chư đệ tử của Đức Phật không có giết nữ du sĩ, mà chính bản thân họ giết nữ du sĩ này, rồi họ vu khống Đức Phật và Chư Tăng giết cái nữ du sĩ này. Thì ở đây đó, nãy chúng tôi có nói với quý vị đó là có hai cái thái độ nha. Có hai cái thái độ, là một là một cái người mà với cái ác tâm của mình, rồi mình dùng cái lời nói hay dùng cái hành động hay hoặc là dùng cái suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình, chính cái suy nghĩ tà bại của mình bắt nguồn từ, quý vị biết rằng cái tâm bất thiện này, nó có nhiều, nó có thể nói rằng nếu nói trong di dục pháp thì 12 tâm bất thiện, nhưng mà từ ở cái tâm bất thiện đó nó muôn hình vạn trạng, nào là ganh tị, nào là tật đố, nào là ba hoa, rồi nào là ngã mạn, nào là tà kiến, nghĩ nhiều lắm, nó nhiều lắm. Cho nên trong cái suy nghĩ của họ đó thì họ vì nghĩ Đức Phật cũng như là đệ tử Đức Phật được lợi lộc nhiều quá, được người ta cung kính nhiều quá, cho nên họ ganh, họ mất đi những cái quyền lợi. Chúng ta thấy một điều đó là vậy nè, cái tham tham của mình thì mình ham muốn cái này cái kia, nhưng mà cái tâm tham nó có thể đi đôi với cái tà kiến. Tà kiến cái là do cái hiểu sai, cái hiểu sai. Thí dụ giờ họ không hiểu gì nhân quả, họ không hiểu gì cái sự thanh tịnh hay là cái sự an lạc thanh tịnh của một bậc thánh giả như đệ tử Đức Phật hay là Đức Phật, họ không hiểu gì. Cho nên là họ họ chấp vào trong cái quan điểm của chính họ, hay họ chấp vào cái tín ngưỡng niềm tin của họ, chứ họ không có thấy đúng là một bậc thánh khi mà các ngài đã vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của phiền não. Là do vậy đó thì ở bên trong đó, chúng ta nói rằng một bậc thánh giả đó là một bậc đã dứt trừ phiền não, dứt trừ phiền não. Nhưng mà ở bên ngoài nó thể hiện lên một cái gì, một cái đạo hạnh của một con người, cái đức hạnh của một con người, trong khi đó là họ vì cái lòng ganh tị. Ganh tị là sao? Ganh tị là một trong những cái tâm sân. Tham á, là muốn cái lợi lộc về chính mình, hay không? Nhưng mà ganh tị là một trạng thái của tâm sân. Thấy vậy đó, ganh tị là mình không muốn bắt cái của mình, không muốn người khác hơn mình. Ganh tị tật đố là vậy đó, tật đố là vậy. Ganh tị tật đố là vậy. Cho nên là cái mà mình không muốn người khác hơn mình,
hơn mình ở cái điểm này thì điểm kia. Ví dụ như là chúng ta thấy về sức khỏe nè, rồi danh vọng, địa vị, lợi lộc nè, ngay ngay cả sắc đẹp luôn. Tức là người ta không muốn, không muốn người khác hơn mình bất cứ một cái gì, cho nên họ sanh lòng ganh tị. Trước đó đó có thể nói rằng cái tâm tham họ khởi lên, họ muốn không không muốn cái nguồn lợi, cái nguồn lợi của họ mất. Nhưng mà khi mà ganh tị khởi lên á, thì họ không muốn mất bất cứ thứ gì. Chúng ta biết vậy đó, họ muốn bất cứ cái gì cũng thuộc về họ, cũng thuộc về họ. Nhưng mà ganh tị thì họ không muốn mất cứ một cái thứ gì. Cho nên họ thấy những người đàn tính đó, cúng dường rồi đảnh lễ rồi quý trọng Đức Phật và Chư Tăng thì họ khởi lên, hoặc là họ cho Đức Phật là một, hoặc là thánh đệ tử của Đức Phật ấy, thì như những người bình thường thôi, chứ không có gì là thánh giả đâu. Cho nên họ nói Đức Phật là cũng như là đệ tử của Đức Phật ấy, là phi phạm hạnh, phi phạm hạnh. Họ du khống, họ nói vậy. Cuối cùng thì cái sự thật nó cũng ra sự thật. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ai nói lời không thật phải đi đến địa ngục. Ai làm lại nói việc ấy tôi không làm, cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hạng người làm các hạnh ác hạ liệt trong một đời sống khác, làm các hạnh hạ liệt trong một đời sống khác. Thì ở đây đó có làm, nói những lời không thật, tức là chuyện không có đó, mà họ dựng lên chuyện có, họ nói là chuyện có. Ví dụ như họ nói Đức Phật và Chư Tăng đã giết nữ du sĩ Sundari, đó là chuyện không có mà họ nói có. Rồi bây giờ đó là cái người mà mình có làm những điều đó mà bảo rằng mình không có làm, thấy không? Bảo là mình không có làm thì đó cũng là một cái sự dối trá, cái sự không thật. Và hai cái người này, Đức Phật này nói đọa địa ngục như nhau, đồng đẳng, nghĩa là đọa địa ngục như nhau. Rồi bởi vì những cái gì họ làm, những cái hạnh hạ liệt, cái ác hạnh á, gọi là hạnh ác hạnh á, thì họ chẳng những khổ đời này mà khổ đời sau nè. Thí dụ như chúng ta thấy nè, vua khi mà họ đã có một cái sự giết người như vậy, giết nữ du sĩ Sundari như vậy nè, thì họ bị pháp luật vua trừng trị. Khi mà vua điều tra, vua biết rõ là họ đã làm như vậy rồi thì làm sao họ tránh khỏi, thì chắc chắn là họ phải khổ rồi, khổ ở đời này rồi. Rồi đời sau á, do cái ác nghiệp họ du khống, chuyện mà họ nói không thật, tức là họ dựng lên chuyện là Đức Phật và chư đệ tử Đức Phật không có giết người, mà họ bảo là có, bảo là có. Rồi ngay cả những cái việc làm mà họ nói rằng là họ đã làm rồi, nhưng họ nói họ không làm, đó cũng là sự dối luôn. Cho nên á, sau khi chết á, thì cái người đó sanh địa ngục, sanh địa ngục. Nói đến cái điều mà khởi cái tâm bất thiện lên á, thì quý vị biết rằng cái tâm của mình nó với một người, cái tâm đó là thường thường nó có cái khuynh hướng khởi lên những cái ý niệm bất thiện. Mình có thể là ganh tị, có thể là mình tà kiến. Tà kiến là mình hiểu sai, mình hiểu sai đó. Bậc, các cái bậc đạo đức, các cái bậc thánh giả đó, mà mình lại nghĩ lệch đi, nghĩ sai đi. Mình cho rằng những cái người này là những người bình thường, những bậc này là những bậc bình thường, thì cái đó cũng là một cái tà kiến. Rồi thậm chí là họ có thể phá bỏ những cái ý niệm thiện ở trong đó. Như vậy thì cái người mà khởi cái tâm bất thiện lên á, thì do cái tà kiến, cho nên là họ đã dày dò cho họ, dày dò cho họ. Rồi do cái gì? Cái tâm tham nó đi đôi với cái tà kiến,
tâm than đi đôi với tà kiến. Bởi vì không được cái lợi lộc, muốn được cái lợi lộc, nhưng mà rồi mình nghĩ các cái bậc thánh giả cũng như Đức Phật á, là những bậc tầm thường, cho nên là mình vu khống. Cái vu khống đó, đó là mình đã nói dối. Nói dối quý vị biết rằng chúng ta có ba cái cửa nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Họ bị cái hành động bất thiện là họ đã nữ du sĩ Sundari, tức là thân hành động bất thiện. Rồi họ cái khẩu bất thiện là họ đã giết, nhưng mà họ nói rằng họ không có giết, vân vân. Rồi họ vu khống cho những bậc mà không, những bậc thánh giả đã giết, thì cái đó là dối, cái đó là khẩu nghiệp bất thiện. Rồi dĩ nhiên là họ phải có cái ý nghiệp bất thiện. Vì cái gì? Vì cái ganh tị, vì cái tà kiến, vì cái tâm tà kiến mà họ sẵn sàng vu khống Đức Phật và thánh đệ tử của Đức Phật. Cho nên á, cái người đó là tạo cái nghiệp bất thiện lắm, tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Mà cái người mà tạo nghiệp bất thiện thì đời sống hiện tại này đó đã khổ rồi, thì đời sau cũng khổ nữa. Đời sống hiện tại này đó, thì khi mà họ tạo cái nghiệp bất thiện ấy, thì tâm của họ dày dò lắm, dày dò lắm. Nói với người mà không phải là trai, cũng không phải là vô cảm, cũng không phải là những cái người mà chai lì, không phải. Mà ở đây đó, khi mà mình khởi lên cái ý nghiệp bất thiện, bắt đầu là tâm cái người đó đã có sự dày dò rồi, dày dò rồi, chứ không phải là không dày dò rồi. Họ có những sự dày dò. Khi chưa hành động thì lại toan tính, thấy không? Nhưng mà khi đã hành động rồi thì lại dày dò, khó, lo sợ và không biết rằng là vua có biết được hay không, các nhà chức trách có biết được hay không, hay là mọi người có biết được cái hành vi của mình hay không. Cho nên họ rất là dày dò, họ khổ lắm, họ khổ lắm. Cho nên cái người mà sống an tịnh nội tâm á, bởi vì cái thân nghiệp thiện hay là khẩu nghiệp thiện hoặc ý nghiệp thiện, thì cái người đó lúc thức cũng như là lúc ngủ đó đều có được cái sự thanh thản, đều có được sự an lạc. Còn cái người mà đã có những cái hành vi bất thiện thì họ dễ dàng tạo cái nghiệp bất thiện, và họ rất là dày dò cái tâm của họ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây đó là quý vị thấy rằng là họ bị những cái nhà chức trách. Bây giờ thử mình có cái hành động gì mà pháp luật không cho phép coi, mà chúng tôi nghĩ là cái thời nào cũng vậy, ngoại trừ những cái chiến tranh là này kia đó, bảo là giết người không có, mà vô can vô cớ mà giết người thì không có nào mà nói rằng cái đó vô tội được, ít đó, không có. Cho nên là đã giết người thì phải đền tội. Cho nên pháp luật sẽ bắt cái người đó ra, họ sẽ trừng trị cái tội của họ, thì họ sẽ khổ thôi. Trong khi lại vu khống các bậc thánh, giống như nói như thế này nè, mình nói những cái lời không thật với một người bình thường thì mình đã mang cái khẩu nghiệp không tốt rồi, huống chi là mình xúc phạm đến các cái bậc thánh đệ tử của Đức Phật cũng như là Đức Phật. Cái đó nó nguy hiểm lắm, cái đó nó nguy hại lắm cho mình lắm, chứ không phải là đơn giản đâu. Dạ, thấy như vậy đó. Nhiều khi chúng ta sanh trong cuộc đời này nè, có những người ngậm rồi câm, rồi có người bị sức hàm ếch, rồi có người này dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ đó, bởi vì cái miệng của họ hay cái lời nói ngôn ngữ của họ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó là do cái ác nghiệp, mà đặc biệt là cái khẩu nghiệp của họ đó. Cho nên là người ta cũng có thể nói một câu là quả tùng khẩu xuất. Quả nó phát xuất từ ở cái lời nói của mình. Cái lời nói đó giống như người ta nói một cái câu là một cái câu mà nói chẳng đúng á, chẳng đúng á, thì mình tổn cái đức của mình, nhất cúng cú khuy ngôn tổn bình sanh chi đức. Đó là như vậy. Cho nên là một cái lời nói mà nó không đúng, mà đặc biệt là
khi mà mình xúc phạm đến các cái bậc đạo đức á, mình nói đạo đức là chung, nhưng mà đó là chỉ cho các bậc chư tăng đệ tử của Đức Phật cũng như là Đức Phật, thì cái đó nó mang cái nghiệp nặng lắm. Cho nên ở hiện tại thì họ bị pháp luật trừng trị, tâm của họ, lòng của họ nó bị day dứt, nó bị khó chịu lắm, nó bị nóng nảy, nó bị thiêu đốt bởi sự dối trá của mình, mà phát xuất từ cái gì? Từ cái tâm tà kiến của mình hiểu sai, từ cái sự gạch, từ cái việc mà tật đố ganh tị đó mà ra, từ ở cái lòng tham mà ra. Trong tâm tham nó có tà kiến, nhưng mà trong tâm sân á, thì nó có tật đố ganh tị. Tật đố ganh tị. Cho nên á, chúng ta thấy á, nếu mà chúng ta biết ở trong cái diệu pháp á, thì chúng ta biết là trạng thái của tâm sân á, thì nó có sân, tật, lận, hối. Cả cái sự mà keo kiệt bủn xỉn á, nó nằm ở trong tâm sân á, nó nằm trong tâm sân á. Chứ mình đừng nghĩ nó là nằm trong tâm tham. Đừng nghĩ nó nằm trong tâm tham. Tham nó chỉ có tà kiến hoặc là ngã mạn mà thôi. Nhưng mà sân á, thì nó có ganh tị, tật đố, và nó có cái gọi là keo kiệt bủn xỉn luôn, tức là lận, sân, tật, lận và hối, tức là cái lòng của mình nó lo âu, nó đốt nóng, nó nóng nảy, nó khó chịu, nó day dứt đó, thì từ ở cái gọi là cái trạo, thì gọi là cái hối quá, thì cái lòng mà trạo hối của chính mình đó, thì tính cái điều đó, đó nó là cái tâm sân. Đó là tâm sân. Cho nên khi một người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì ngay trong đời sống hiện tại này họ đã bị khổ rồi. Rồi trong tương lai thì họ lại bị khổ nữa. Khổ là sao? Họ sẽ sanh vào khổ quả, khổ cảnh. Khi mà nói đến sanh đến khổ cảnh á, thì quý vị biết rằng nó là khổ lắm. Mình thấy, nhưng mà nhiều khi những cái loài bàn xanh, mình thấy con chó, con mèo, nhiều khi có những cái người chủ đó, họ ác độc, họ đánh coi như là giết chết, hoặc là họ đánh tra khảo vô, không có lòng thương tiếc, mà mình nhìn cái cảnh đó, đó là mình không muốn nhìn rồi. Chứ đừng có nói tới cái chuyện mà để rồi mình chứng kiến cái người đó giết chóc cái này cái kia, mình không muốn nhìn. Cho nên ở đây đó là nếu mà sanh vào một cái loài bàn xanh là khổ, chắc chắn là khổ. Hoặc là chúng ta sanh vào địa ngục cũng là khổ. Sanh loài bàn xanh là mình thấy được này, cái bàn chúng sanh bàn xanh á, thì nó ở gần với chúng ta này. Từ bàn xanh á, từ cái từ mà gọi là tirachana, có nghĩa là đầu và đuôi ngang nhau. Chúng ta thấy con bò, con chó, con mèo gì đó, khi mà nó chẩm cái chân xuống thì nó hai chân của nó hai chân trước hai chân sau thì cái đuôi nó bằng với cái đầu luôn. Cho nên nó gọi là bàn xanh, tức là đầu đuôi nó ngang nhau, nó ngang nhau. Cho nên nó mà xanh vào cái loài bàn xanh thì nó khổ rồi. Rồi địa ngục cũng là khổ. Nikvarana. Xin lỗi. Nikara là địa ngục. Rồi ngạ quỷ cũng là một loại khổ. Mình nói cái loại ngạ quỷ là quỷ đói, nhưng mà có những cái lỗ quỷ nó rất là nó khổ lắm. Đói là phải rồi, đói là phải rồi. Ngạ quỷ thì chúng ta cũng biết là có tới 24 loại. Có những loài nó có thể là ở ngoài, ở nhưng có những cái loài mà nó ở ở xa chúng ta không biết đâu, nó ở một cái cảnh giới của nó. Cái cảnh giới chúng tôi gọi là cảnh giới, tức là giống như trong chúng ta nói ở trong một cái khu rừng sâu hay ở ngoài biển khơi đại dương xa xôi vậy đó, nó ở trong một cái chỗ nào đó, cái trú xứ nào đó, nó ở xa chúng ta lắm, chúng ta không thấy được. Nhưng mà có loại ngạo quỷ mà chúng ta thấy đó, thì có thể là thấy bóng ma, là thấy ma, thường thường dân gian mình gọi là ma đó, hay hoặc là cô hồn nữa đó. Mấy cái đó, cô hồn ở ngã ba đường, ở dọc đường hay là ở sông, rồi mấy cái người mà bị chết nước sanh vào cái loại mà ngạ quỷ hoặc là Atula đó, rất là nhiều. Cho nên nó sanh vào cái khổ đó là từ gì? Cái cảnh giới khổ đó là từ cái ác nghiệp,
ác nghiệp mà ra. Có thể thân hành động bất thiện, khẩu nói lời bất thiện, và ý dĩ nhiên là suy nghĩ bất thiện rồi. Do tham lam, do ganh tị tật đố, do tà kiến, do ngã mạn họ tạo ra, họ tạo ra. Cho nên ở đây đó là chắc chắn sanh vào khổ cảnh. Cái người mà có làm mà bảo là không có làm, cũng là một cái người mà sanh khổ cảnh. Rồi cái người mà nói những cái lời không thật ấy, cũng sanh vào khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Rồi nếu mà mình sanh lại làm người ấy, thì quý vị biết rằng nó cũng là cái quả khổ rồi. Cái người mà do cái khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, sanh vô một cái chốn mà nó hạ liệt vô cùng khổ. Rồi bị khuyết tật bởi cái miệng của mình, câm ngọng hoặc là hả hàm ếch bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Chúng ta biết là nó có nhiều cái mà từ ở cái gì, hoặc là lời nói tối thiểu, cái người lời nói đó không, lời nói bất tín, tức là lời nói không ai tin á, từ cái gì, cái khẩu nghiệp của mình. Có những người á, họ nói nhưng mà người khác nghe tin, nhưng mà có người nói dù nói thật đi nữa cũng không có bao giờ tin, tại vì mình thiếu đi cái đức của cái ngôn ngữ, cái lời nói. Cái lời nói, cho nên là khi mà mình nói là không, ta không tin tưởng mình, thì cái đây là do cái khẩu nghiệp bất thiện mà ra. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái cách thứ hai nữa đó, là nếu như nói đến một cái người người tu đó, thì cái người đó là gì? Đây Đức Phật ngài dạy là gì? Người người không biết chế ngự lời giới, lời đâm người khác, giống như gì? Giống như voi bị đâm. Nói đâm là nói lời ác khẩu, hoặc là nói đâm thật đấy, nói ác ngôn với người ta, nói những cái người lời du không là, là nói đâm ấy. Rồi sao? Khi tham gia chiến trận nghe những lời thô ác, tỷ kheo hãy chịu đựng, giữ gìn không nói lên, tâm không có hiềm hận. Chúng ta đọc lại một trong cái câu pháp cú đó, Đức Phật ngài nói là người người đánh các cái bậc sa môn ấy, thì đã khổ rồi, nhưng mà người giận lại xấu khổ hơn nữa. Tại vì sao? Với cái thái độ của cái người tu đó, thì Đức Phật ngài nói rằng mình phải có một cái đức kham nhẫn. Đức kham nhẫn. Giống như chúng ta nghe cái câu chuyện mà Ngạ Nan cũng như là Đức Phật đi trì bình khất thực. Thì lúc bấy giờ đó là Thứ Phi Ma Can Đi Giá đó, thuê những cái người côn đồ đó, những cái người du thủ du thực đó, thì mắng chửi Đức Phật cũng như là đệ tử Đức Phật cũng như là Ngạ Nan ấy, rất là nhiều cái từ rất là thậm tệ. So sánh Đức Phật cũng như là đệ tử Phật như là những cái lò bàn xanh như vậy đó. Mình nói thậm chí đến là như vậy, nói những cái lời nặng nề như vậy đó. Thì Ngạ Nan ấy, ngài nghe chửi quá, ngài chịu nổi. Ngài mới bảo thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thôi đi chỗ khác đi. Đức Phật ngài mới nói không, ở đâu á là nó phát sinh ra cái phiền não, nó phát sinh ra cái lời nói nó ngay á, thì mình ở đó mình tham nhẫn. Ngài đang nói thôi bạch Đức Thế Tôn, đi chỗ khác. Thì Đức Phật ngài nói không, ở đâu phát sinh ra cái lời nói, cái ngôn ngữ, cái lời nói hay là cái phiền não thì ở đó phải tham nhẫn, ở chỗ đó. Rồi Đức Phật ngài mới hỏi Ngài Nan vậy chứ nếu đi chỗ khác rồi ta chửi nữa là sao? Thì Ngài Nan nói bạch Đức Thế Tôn, đi chỗ khác nữa. Thì Đức Phật nói không, ở đâu thì ở yên đó, ở đâu là mình tham nhẫn ở đó. Cho nên phiền não nó phát sanh từ chỗ đó.
Mình không nói được, tại vì Ngài A Nan á, khi mà Đức Phật còn tại tiền á, thì Ngài A Nan cũng mới chứng quả tu đầu vườn thôi. Thì bậc thánh tu đầu vườn mới có tận trừ được hai cái ba cái phiền não là thân kiến nghi và giới cấm thủ thôi, chỉ có ba cái phiền não đó thôi. Cho nên nó sân hận dục ái hay là tất cả các thứ cần những con mình được phiền não những con, cho nên nghe chửi là chịu nổi, người thì nghe chửi thì chịu nổi. Cho nên là Đức Phật ngài nói là ở đâu phát sinh ra phiền não thì ở đó cần phải có tham nhận. Chúng tôi lại nhớ ở trong kinh đó, Phật bảo một cái người tỳ kheo, một vị tỳ kheo á, là cần phải có cái đức tính kham nhẫn. Và Đức Phật ngài dạy rằng khanh ti thi ra sắc lam caro, nhẫn nại là vật trang sức của một vị tỳ kheo. Khanh ti thi ra sắc lam caro, tức là nhẫn nại là một vật trang sức. Ví dụ như bây giờ nói người tu mà mình không có kham nhẫn, mình hành vi cẩu thả, lời nói cẩu thả, hành vi vụng về, thô 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 bạo, thì cái đó đó nó không phải là một cái hình ảnh, không phải là đức tính của một vị tỳ kheo. Đức tính vị tỳ kheo đó là phải biết kham nhẫn, lời nói phải nhu hòa, nhẹ nhàng, lời nói phải nhu hòa, chân thật, nhu hòa, lợi lạc và phát xuất từ tâm từ. Cho nên nói gì nói thì cũng phải là nói dựa trên cái sự thật. Mình nói cái chuyện ở đời thường ấy, là mình phải nói phải dựa trên sự thật, không có nói sai sự thật. Cái thứ hai là mình nói bằng với cái tâm từ của mình, nói cái gì nói, nhưng mà mình nói mà thiếu cái tâm từ thì không có thể nào nói là cái đó là đức tính của một cái ngôn ngữ, của một cái lời ngôn ngữ của một vị tỳ kheo được. Cho nên ở đây là nói bằng cái tâm từ, nói á, là phải có cái sự mát mẻ với người đó. Ví dụ như mình đang nói với người đó mà mình nói với cái tâm sân hận thì nó lời nghe, lời nói nghe rất là cay nghiệt á, chứ không phải là dễ đâu bạn nha, rất là cay nghiệt á, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên là lời nói rất là cay nghiệt, cái người mà nói chuyện mà thiếu tâm từ là rất là cay nghiệt. Trong khi mình nói ai cũng vậy, nói với người nào, đối tượng nào cũng vậy, mà có cái tâm từ thì tự nhiên nó toát lên một cái vẻ mát mẻ, toát lên một cái vẻ hiền lành, dễ gần gũi. Trong khi một người có nuôi dưỡng cái tâm từ, có tu tập cái tâm từ để mà mình nói cái lời nói đó phát xuất từ ở cái tâm từ. Cái điều nữa, cái lời nói của mình ấy, là nói phải phải dựa trên cái sự tiến bộ cho người khác, tiến bộ cho người khác. Nói mà mình bằng cách gì, cách kia, cách này, cách kia để mà mình làm cho người ta được tiến bộ. Thí dụ bây giờ người ta không có một cái kiến thức chuyên môn về cái gì đó, mình chỉ cho người ta có cái thức chuyên môn bằng những cái nghề nghiệp chân chánh của họ tạo ra, của cải vật chất, hay hoặc là họ có cách để họ sống ở đời này bằng một cách đúng đúng pháp đó, thì cái đó nó cũng là cái lời nói mang đến sự lợi ích người khác, tiến hóa người khác. Cái thứ hai nữa là mình nói đến cái trong đạo cũng vậy, mình nói cái gì đó là để khuyến thiện người khác, để cho người khác có tiến bộ, chứ không phải mình nói hơi nữa để người ta mất niềm tin, nói hơi nữa người ta mất đi cái sự tinh tấn, nói một chút nữa thì người ta thất niệm, tâm bất thiện và khởi lên, thì cái lời nói là không có đúng như cái lời nói đúng với cái nghĩa gọi là chánh ngữ của một người, của một người. Cho nên á, Đức Phật ngài dạy ở đây đó, nó kham nhẫn là một cái đức tính của một vị tỳ kheo. Mình kham nhẫn với lại những người chung quanh của mình, trong các cái mối quan hệ đó. Ví dụ bây giờ nè, quý vị thấy nè, quý vị làm ăn ở ngoài đời cũng vậy, sinh sống làm việc này việc nọ chẳng hạn, sinh sống làm việc này việc kia,
thì có những cái người đối tác của mình, có những bạn hàng của mình, rồi có những cái người mà cùng chung làm việc với mình, thì mình cũng phải có cái mối quan hệ, rồi mình phải có cái kham nhẫn chứ. Chứ mình không có cái kham nhẫn thì làm sao mình làm việc với người ta một cách lâu dài được, không được. Cho nên trong các cái mối quan hệ thì ngay cả những cái người buôn bán cũng vậy, rồi cái người hàng xóm cũng vậy thôi. Người hàng xóm mình ở bên nhà, kế bên nhà mà tối ngày mình cứ sân hận, rồi mình dối trá, mình điêu hoa đủ thứ trên cuộc đời này á, thì lấy gì mà ai ưa. Không có người ưa thích mình với chuyện đó, không ai ưa thích gì chuyện đó được. Cho nên nếu mà một cái người mà biết khiếm thiện á, thì người ta không thể nào chấp nhận mình làm có những cái hành vi như vậy. Cho nên ở đây á, là cái gì đối với trong cái môi trường á, là cái người mà hàng xóm cũng vậy. Rồi ở trong gia đình á, thì mình cũng cần phải có cái kham nhẫn chứ. Không có kham nhẫn sao được. Chồng vợ cũng phải kham nhẫn với nhau. Chứ còn bây giờ mà hai người mà nóng hết thì cũng không được, phải kham nhẫn. Cái người như thế này, có người nóng thì có người nguội chứ. Rồi hai người nguội hết thì không có cái chuyện gì. Nhưng mà có người nóng thì phải có người nguội, thì nó cũng quả mai, nó cũng dập được chút. Còn nếu mà hai người nóng hết là lửa với lửa thì nó không thể nào mà nó ấy nhau được, nó tương hợp nhau được, mà nó phải xung khắc rồi, nó không tốt. Thì ở đây cũng phải, rồi con cái ở trong gia đình cũng phải có kham nhẫn. Rồi bây giờ nói đến trên phương diện cái người tu cũng vậy đấy. Quý sư thì cũng phải kham nhẫn với các sư, sư này với sư kia phải có kham nhẫn chứ, không kham nhẫn sao được. Mình không kham nhẫn thì đâu có ở chung nhau được. Giống như là trong pháp luật hòa đó, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, kiến hòa, lợi hòa, kiến hòa, giới hòa, những cái đó đó là một cái mà chúng ta cần phải đồng nhất với nhau, đồng nhất, đồng chung như vậy mới được. Thì ở trong chùa cũng vậy, ở trong giới xuất gia, bậc xuất gia cũng cần phải có sự kham nhẫn. Nếu mà mình không kham nhẫn thì không được. Thì mình kham nhẫn mình mới có thể đi đâu, đi đây, đi đó, mình đi làm đạo, sống ở đâu, xứ người gì đó, mình sống ở trong cái sự bảo bọc của cha mẹ hay là của người này người kia, thầy tổ, thì mình đâu có thấy khả năng của mình. Khi nào mình vươn ra khỏi rồi đó, thì mình mới có những cái sức đề kháng được. Nếu không thì mình sống trong sự bảo bọc thì mình không có sự sức đề kháng được. Cũng như là mình trong trong luật ấy, Phật dạy là nếu mà một vị sa di ấy, thì phải nương với thầy ấy, là suốt đời, chứ không có thể nào bỏ rồi. Một vị tỳ kheo thì xuất gia phải nương thầy tối thiểu cũng phải là 5 năm. 5 năm nương thầy mình là trong vòng 5 năm. 5 năm đó để mình trưởng thành đó, để đủ cái sức đề kháng đó, để khi mà mình ra rồi đó thì mình đủ sức để mà mình giữ đời sống tu hành của mình, đạo hạnh của mình, và mình cũng có thể là đủ cái nghị lực để mà mình làm đạo được. Tức là mình sống để mình hướng thiện cho những người khác, hướng thiện cho người khác, vừa là tu tập cho chính mình mà vừa là hướng thiện cho người khác. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là ở đây đó là mình cũng phải cần có cái sự kham nhẫn. Rồi bây giờ đó là kham nhẫn với là cái gì nữa? Cái đó là kham nhẫn với mọi người. Rồi bây giờ kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của mình nữa. Mình cũng phải kham nhẫn chứ, không kham nhẫn sao được. Mình không kham nhẫn sao được. Kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống, hoàn cảnh nó ra sao thì ra. Mình phải, mình đừng có nghĩ rằng cái gì nó quen rồi á thì mình bảo là bỏ nó khó. Nhưng mà có những cái mà mình cần phải thích nghi, thích nghi, thích nghi. Chứ đừng có nghĩ là không thích nghi. Thích nghi với cái gì? Thích nghi với thời tiết nóng, mình phải thích nghi. Nhà mình ở máy lạnh nó quen rồi, mở quạt máy nó quen rồi, lấy chỗ nào lỡ không có quạt máy, không có máy lạnh, mình nóng bức khó chịu là mình cũng càng nhằn cứ nhớ là mình khó chịu với người này người kia thì nó cũng không tốt. Hoặc là cái tâm của mình nó khó chịu trong lòng, nóng nảy, bực bội, khó chịu, thì nó cũng là thiếu đi cái sự kham nhẫn đó chứ. Kham nhẫn đó, cho nên kham nhẫn với hoàn cảnh.
rồi kham nhẫn với cái gì nữa? Thời tiết, rồi kham nhẫn với vật thực nữa. Vật thực ở nhà mình thì mình thích ăn cái gì đó là bảo con bảo cháu, hay hoặc là tự tay đi ra chợ mua món đó về nấu mà ăn cho nó vừa miệng mình. Nhưng mà mình đi đến mình sống với những người khác đó, người ta cho mình ăn cái gì phải ăn đó. Cho nên Phật dạy mình là một vị tỳ kheo á, ở đây Đức Phật dạy các vị tỳ kheo nha, làm sao là phải có cái hạnh dễ nuôi. Dễ nuôi tức là mình đi, chính vì cái hạnh dễ nuôi đó đó, nó để cho mình vậy vị tỳ kheo có thể sống ở đâu cũng được. Bởi vì nếu mà mình sống ở nhà đó thì mình sẽ được sự bao bọc của những người thân trong gia đình. Còn mình sống mà tha phương đây đó đó, hành đi du phương đây đó đó, thì rõ ràng là không, mình đối với các bậc xuất gia thì không có thân thuộc đâu, không còn phải nương đón thân thuộc nữa. Mình đừng có lấy cái cũng đừng có trông mong là cha mẹ mình phải cho mình cái này, giúp mình cái này, giúp mình cái nọ, đừng có nghĩ vậy. Bởi vì mình nghĩ đó trong là trong cái sự bảo bọc. Còn khi mà mình ra rồi đó là phải sống gọi là cùng với mọi người, đi đến đâu thì phải thích nghi với điều kiện sống ở đó, nhà điều kiện sống ở đó để mình làm đạo. Thì mình sống ở cái chỗ mà nó đầy đủ thì mình đi tới chỗ khác, mà nó lỡ không đầy đủ thì mình cũng phải kham nhẫn chứ, giờ mình không kham nhẫn thì sao được. Cả ăn uống cũng vậy, ngủ nghỉ cũng vậy. Mình khó cái gì đó, chúng tôi nhớ hồi xưa mà Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng mà có một đợt mà chúng tôi đi qua bên Hoa Kỳ đó, thì quý vị biết rằng Hòa Thượng mình biết là đi qua bên 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 đó, thì không biết là quý vị sống ở bên đó vật thực quý vị quen sao chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi là Thượng Tọa Tệ Siêu á, Hòa Thượng Tệ Siêu á, là hai cái người mà phải nói rằng là nó là khó ăn hơn các vị kia, nhưng mà cũng phải ráng mà thích nghi. Hòa Thượng Giác Đẳng nói một cái câu là như thế này, nói tự mình nếu mà mình không thích nghi được thì mình tự làm khó cho mình. Quý vị biết là ta ăn thì bình thường, tại sao mình ăn không được, rồi mình đói mà chịu cái xứ lạnh đó mình chịu không nổi nữa, rồi bệnh nữa, nó cũng là khó cho mình, nó khó nhiều thứ lắm nha. Rồi cái đường dài nó phải là như vậy rồi mà, cái đường dài nó vậy, chúng tôi qua bển lần nào cũng tháng hết đó, là như vậy thì mình phải. Rồi là Thượng Tọa Giác Đẳng đưa đi các cái bang để gặp Phật tử, để mà thuyết pháp cho Phật tử, rồi ở các cái nơi đó thì cũng phải thích nghi thôi, phải làm như vậy. Thì chúng tôi nghĩ một điều mà Hòa Thượng Giác Đẳng nói là nếu mà mình khó ăn hay là khó ngủ đó, thì tự mình làm khổ cho mình, làm khó cho mình. Thấm cái đề lời đó mà chúng tôi nghĩ rằng mình ráng thích nghi thôi, ráng thích nghi. Rồi mình quay lại ở trong lời Phật dạy ngày xưa, Phật dạy là chư tỳ kheo đó, là trong 8 cái chiêu chí của chánh pháp đó, thì trong đó có một cái hạnh gọi là hạnh dễ nuôi. Hạnh dễ nuôi. Cho nên nếu mà mình thấm thía cái này đó cũng là một cái cách kham nhẫn đó quý vị. Ở nhà mình đó thì mình thích ăn cái gì nấu cái đó, hoặc là mình mua mình ăn. Còn một vị tỳ kheo rồi đó là một trong bốn cái pháp mà nương tựa, thì trong đó có cái nương tựa vật thực bởi vì những người đàn tính. Đàn tính họ cho mình ăn gì phải ăn cái đó, những người đàn tính là như vậy đó. Cho nên ở đây cũng là một cái cách kham nhẫn, kham nhẫn trong vật thực. Và cái kham nhẫn cuối cùng đó là, xin thưa quý vị, đó là kham nhẫn với cái tự tâm của mình. Cái tâm của mình nó dấy lên những cái phiền não, cái ham muốn thái hóa, cái sân hận thái hóa, cái tà kiến không đúng đắn, cái ngã mạn thái hóa, vân vân. Và chính mình phải biết được cái tâm của mình đang là tâm bất thiện thì mình phải điều chế nó ngay. Đó là kham nhẫn đó. Chứ không phải nói cái tính tôi là vậy rồi, tôi hay sân hay giận, miệng tôi nói ào ào, tôi mắng chửi vậy chứ lòng tôi tốt lắm. Giống như câu mà người ta nói là khẩu xà tâm Phật vậy. Cái câu đó nói ngoài đời nó nghe khẩu xà tâm Phật là sao? Không phải lúc ta chửi là tâm Phật đâu, không phải. Lúc ta chửi là tâm bất thiện, nhưng mà sau đó họ có những cái hành động tốt với người khác đó thì họ là tâm thiện. Chứ không phải nói là lúc mà chửi người ta là khẩu xà, mà là cái tâm là tâm Phật được được. Khẩu bất thiện dĩ nhiên là tâm bất thiện rồi. Rồi cái tâm thiện sau đó
họ muốn thực hiện cái việc thiện gì đó, giúp đỡ người khác đó, họ giúp đỡ cho người khác, họ thương tưởng người khác, thì tâm đó là tâm thiện, thì sau đó nó khác nhau. Nhưng mà mình phải phân biệt, ở trong Phật giáo mình nói câu nôm na là tâm thiện, cái tâm giác nó khác chứ, tâm mà giác ngộ nó khác chứ, tâm thiện nó cũng thiện nhiều thứ chứ, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, rồi tâm đạo nữa chứ, tâm đạo cũng được gọi là tâm thiện vậy. Mà cái tâm đó là tâm tận trừ phiền não, diệt trừ phiền não của bậc thánh, thì cái tâm đó cũng được gọi là tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện siêu thế, cho nên á, chúng ta không thể nói là khẩu xà tâm Phật được, không thể nào mà một lời nói ác mà bắt nguồn từ ở cái tâm thiện được, cái tâm giác được, không phải. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng mình phải nhìn cái tâm của mình, tâm của mình nó bất thiện ra sao thì mình cần phải loại bỏ. Chứ còn nếu mà mình để nuôi nấng nó hoài, mình dung dưỡng nó hoài thì lâu ngày nó lớn mạnh lên thêm, thì cái đó là cái mối nguy hại của mình. Cho nên ở đây nếu hai cái thái cực của bài học hôm nay đó, có hai cái thái cực. Cái thái cực thứ nhất là một người với cái tâm bất thiện sanh khởi lên, từ cái ganh tị tà kiến tham lam tật đố sân hận, mà họ có những cái hành vi từ thân khẩu bất thiện, khẩu bất thiện và ý bất thiện như vậy, thì cái đó người đó phải chịu khổ. Còn ngược lại với một cái người trí đó, thì biết chế ngự cái lời nói của mình và biết điều phục với cái tâm của mình, và đặc biệt là đời sống phải có cái sự kham nhẫn. Thì mình có kham nhẫn ấy, thì mình sẽ có được an vui. Mình có được sự an vui. Bất cứ một vai trò nào trong xã hội, từ trong gia đình, vợ chồng có kham nhẫn thì cũng có an vui. Con cái mà biết kham nhẫn cũng có an vui. Bạn bè mà có kham nhẫn cũng có an vui. Rồi các đối tác với nhau làm ăn sinh sống với nhau mà có kham nhẫn là được an vui. Và người tu của mình thì lại càng thêm cần càng phải kham nhẫn thêm hơn nữa. Đó là một cái đức tánh tốt mà Đức Phật Ngài gọi là Khamti Thirasa Lankaro. Tức là kham nhẫn là một pháp để trang người ta gọi là cái món trang sức của một cái người tu. Trang sức của người tu là ở ngoài mình nói là đeo dây chuyền cà rá, dây chuyền bông lắc gì đó, thì đó là trang điểm, gọi là trang sức của những người phụ nữ. Thì cái người tu là cần phải có cái đức tính kham nhẫn, là cái món trang sức của cái người tu. Mình sống ở đâu có cái sự kham nhẫn đến đó, thì đó là cái sức mạnh của mình, và đó là cái vật mà trang sức cho mình. Thì chúng tôi xin dứt lời trong cái bài học hôm nay với hai cái ý nghĩa: một là tâm bất thiện và hành vi của bất thiện, hai là tâm thiện và khởi lên trong cái đời sống tu hành sẽ có được cái sự lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa Minh Hạnh. Tất cả anh phương hàng con đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng tấm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ne thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ra mang da le thế ra cha ma cha na wa ca cha bi kha wo sa ra mi ca